21 giùm em. Cho em mã 59 nha. Chị nói 59 rồi, 59
55, 80 kg mà đẹp khoảng 59 luôn rồi đó. Buồn dài thì mẹ luôn 59. Rồi 55, 60 kg mà ngàn người nghe chứ mã hồng. Nói chứ lấy hồng, tụi bên hồng em mã hồng. Hồng siêu đẹp đó chị ơi, hồng. Rồi người ha, nữ bên gò phối. Cái đó 125 ngàn nghe chính Trang ơi. Dạ em đang mặc á chị nha, cô tôi mượn được thiết kế 125 ngàn cho chị biết biết rồi. Rồi người nha, 5562 chân đẹp mã 22 nè, nửa manh gồ quần chính tắc 115 ngàn mã 22 đó. 5562 cái bằng đẹp mã 22 nha, chị nào lấy 22 cầm anh 22 nha. 22 rồi mã 59 cho quanh miếng hồng cho quanh miếng bò với mã 18 triệu lon khoảng 160 chị. Mình đi cầm lên. Chị lon khoảng 160 đi chị. Rồi, cái 3 rồi. Rồi người nhớ chị ơi có giấy ha. 6 mua đổi lên 65 67 đầy vừa. Chị nào lấy comment có giấy phối 115 nghìn. Đó, có giấy 115 nghìn. Rồi chút màu hú hú. Hello cho mấy tàu. Lấy gì giùm mấy tàu ơi. Lấy gì baby. Rồi còn mấy chịu khói giấy 115 nghìn quá trời. Khói giấy 115 nghìn. Rồi bộ xa, sữa nâu gì mấy chị ơi. Đó 50 đổ lên nha. 6 lắm này vừa. Nâu đó 100 ngàn lấy nâu bên nâu. Đây đó, pyjama đó em. Đây quần lót này chị. Quần lót này em có size nhỏ và size bự người nha. 125 nghìn chục đó, 125 nghìn chục giùm em ha. Pyjama mango hết em. Đợi chị chứ, đợi chị chứ, đứng lên cái quần lên cho mọi người. Bạn cái quần mà cục cục cái bất tích quá. À, cái gì ta nó ấy cái nó cục cục cái em không quen. Rồi, mình xe 2 nha. 55, 62 cái bằng đẹp em nè. Cái mã 01. Ồ, phối đẹp rồi ha. 55, 62 cái bằng đẹp 01 của em. Quá trời đẹp luôn. Chị Loan Phạm ơi, bò với mã 18 cho số đi thị. Chị Loan Phạm đi dấu ơi, bò với mã 18 cho em số điện thoại nha. Rồi, đây lấy bằng đẹp chứ mã 01. Chị Hà Trần ơi, bỏ ra mặt em mặc tất là chị bận như cái đồ bánh xét vậy đó chị. Rồi, bỏ em mặc có một màu rồi chị ơi. Cái này là lụa mã lộn, cái này là cô tông mịn nha mọi người nghe, cái này là hàng sale. Mở một bộ nó có một bộ mọi người nha. Có một bộ duy nhất nè. Đó. Chị Hà Trần ơi, bỏ ra mặt rồi chị bạn như cái đòn bánh nhanh luôn á chị ơi, chứ hôm qua phút bánh tét luôn rồi. Đó, em đang mặc là bộ có 55 cái lúc này vừa. Rồi, mà em mặc có một màu nha chị Phạm Tiên ơi. Rồi, 55, 60 kg bằng đẹp mọi người nha. Chứ mã 40 nè. 125 nghìn con tôm mịn mọi người nha, mã 40. Đó, hãy lấy 40 của mình 40 nè. Đó, chị Hà Trần mà mua size này nè. Mua size 2 là chị nghe size 1 sao vẫn được. Rồi 55, 60 kg bằng nẹp người nghe chứ mã xanh cổ dịch. Ok. Chị Trần Tiếp Mai hiểu cái mụn. Rồi lấy comment cổ dịch nha. Chị Mai nó không giao hàng cho chị luôn hả? Nãy tôi nói gì tướng tướng hả cha? Chị Tiếp Mai ơi, bà canh máy giùm em nghe. Có kêu phát bại rồi đó. 40 năm mốt cái vừa hơn được chị. Dạ cái này 125 nghìn bộ nha. 40 là 51 cái bằng được chị. Không một thì tướng tú nè. Chị gột chị hôm nãy lấy hai bộ không thấy cho số điện thoại ta. Bò với 18. Cái mụn là 120 ngàn nha chị anh Phạm nha. Mụn dị thì hay mụn thành niên hay là mụn lớn tuổi cũng hết luôn nha chị anh Phạm nha. Rồi 55, 60 kg bằng ngàn người nha, xanh củ dịch. Xanh củ dịch giùm em nha. Rồi để chị lên điện thoại, cứ lại tổng đài luôn chị. Dạ không, bên em không có láo lẻ nha chị ơi. Rồi 55, 60 kg bằng đẹp nha, chứ mã 11. 125 nghìn người nha, cho tôi mình thiết kế. Rồi lấy 11, cô lên 11 giùm em nha. Được chị, cô tôi mình không có rộng đâu nha, chị Thúy Huỳnh ơi. Yên tâm, không có rộng. Rồi bộ này mọi người nghe đẹp. Rồi 55, 60 kg bằng đẹp mã 33. Chị lấy 33, cộng lên 33 chị nghe. Đó, cho chị ta cần mượn số 1 nha.
hơi quá thiệt luôn. 55, 80 kg phần này mã 33. Đấy, 33, 33 giờ đêm, 33. Đây, số 1 bà đưa, số 1 bà chị, số 1 bà chị đang lai rồi. Rồi mấy chị ơi, 55, 80 kg phần đẹp nha. Cái mã 010, 010 giùm em. 55, 80 kg phần đẹp, 010. Không có cái lớn chị. Em mã xe 1, 50, 55 kg à. Rồi 50, 55 kg phần đẹp giùm em nè. Quá đẹp người ha. 33 chị tính xuống 33. Rồi 50, 55 kg phần đẹp còn em khói cam nè. Người đẹp quá chị. Bộ đề bản lên siêu tung luôn. 50, 55 cái phần đẹp khói cam. Dạ 125 nghìn nha chị Phương Nam ơi. 125 nghìn nha. Cô tâm người thiết kế nó khói cam. Rồi 50, 55 cái phần đẹp của mình 01 người nha. 01 giùm em. Ai lấy 01 của mình 01 nha. 01 giùm em. Điều hoa hoa ngoài đùi giờ những xem nó không có biết tên. Cái đùi nó nằm đâu rồi, bây giờ nó có đùi gì rồi, được thôi. Được ok em nè. Ok, chị Long Thảm này lấy mã bò với mã 18 nè. Được rồi, qua. Đó là 3 em hết nha chị Long Thảm ơi. Rồi em có đùi gì không chị? Đùi này 50, 60 cái bằng giường em nè. Rồi bộ sọc đùi này ra lấy chốt em em. 50, 60 cái bằng đẹp nha. Đùi xanh thì em 65 nghìn. Đùi xanh 65 nghìn. Rồi 50, 55 cái bằng đẹp người nha. Chiếc mã 12. 12 giùm em. Giờ là lấy 12, chắc 12 giùm em á. Mã 12. 50, 55 cái bằng đẹp 12. Rồi 55, 60 kg bằng đẹp người nha. Chứ mã 16. Cô Tôn Mỹ thiết kế người nha. 125 nghìn. 55, 80 kg bằng đẹp mã 16 giùm em à. Đó chị nào lấy 16 chứ 16 người nha. 16. Rồi 6 mua đổ lên nha. 65, 67 đầy dừa. Cái mã 44. Ok, đường gặp xanh 65 nghìn chị Hương Trang. Rồi mấy chị ơi, 6 mua đổ lên nè. 65, 67 lại vừa. Chị nào lấy bộ điện của mình 44 giùm em. 44, xe 3. Rồi chị nào lấy 44, 44 giùm em ha. Tướng Tú hôm qua còn đơn không? Ok, tướng Tú nha. Rồi bộ này xe mấy, xe 3 luôn. Rồi 60, 65 cái bằng đẹp người nha. Chứ mã 61. Rồi đây mình 61. Cảm ơn chị Ngân Kim nha. 60, 65 cái bằng đẹp mã 61 nha. À, từ từ tà tà nha chị Ngân Kim ơi. Cũng gần Tết nữa đó chị. Thấy Tết chị chứ gần Tết. Đó là nhớ mùi nghe. Mới ăn nó trời nó Tết cái lâu quá mùi ha. Cái hồi Tết rồi nó qua Tết mau quá. Rồi 50, 55 cái bằng đẹp mã 130 nè. Ồ đẹp quá chị ơi. 50, 55 cái bằng đẹp mã 130 nha. Có thấy gì ra đẹp quá không? Rồi 50, 55 cái bằng đẹp 130 nè em. Trình ra 130 chứ 130. Rồi mấy chị ơi, cái bộ này đẹp lắm. Bộ này lụa nè. Đó, bộ này lụa siêu đẹp luôn. Rồi lấy bộ lụa này chốt người nha. Quần tích sắc thì đem xanh đen 115 nghìn. Đau lộn ghê nè. Này lụa mang gồm người nha. Đẹp quá 50-60 kg mà đẹp nè. Rồi cái mã xanh đen đem 115 nghìn. Xanh đen. Xanh đen quần tích sắc 115 nghìn. Rồi cái này lấy xanh đen. Xanh đen dùm em. Rồi một bộ cô tông mịn tay dài luôn mấy chị ơi. 50-60 kg mà đẹp chứ mã mịn dài. Mã 130 cho quanh miếng. Rồi 55-60 cái bằng đẹp mịn dài. Chị Trần Thúc Mai lấy cái này là chị Thúc Mai. Mịn dài giùm em nè. Thấy lấy mịn dài, chứ mịn dài giùm em. Mịn dài mấy chị ơi. 40 cân mại là đồ á. Người ở trên gì vậy? Chị mượn coi tính.
lấy nữa là anh đăng ký đâu? Rồi ok. Dạ cảm ơn cô Nga Kim. Rồi 50-55 chắc là ngàn người nghe chứ mã 131. Ồ cô đẹp quá chị ơi. Cô để đẹp như bỏ mặt thôi. Rồi 50-55 chắc là ngàn người nghe chứ mã 131. 131 giùm em nghe lấy 131 chút 131. Rồi 50-55 chắc là ngàn người nghe chứ mã 2. Chờ lấy 2 chút 2 em. Rồi mã 2 người nha, 50-55 chắc là ngàn mã 2 giùm em. Rồi 50-55 cái bằng đẹp người nghe chứ mã 7 nè. Cái giờ lấy 7 tầm bên 7 giùm em mà chị yêu ơi. Mã 67 giùm em. Mã 7. Rồi bọn này sai. 55-60 cái bằng đẹp người nha. Cái mã 9. 1-1 cho quanh nén. Như mã không? 1-1 cái mã rồi. Không có đi à? Có. Cái nào có mã cho mà. Cái bộ 131 không có mã. Ừ. Mã 7 cho quanh miếng 7 nè. 55-60 cái mà ngày mã 9 người nha. 9 giùm em. Ai lấy 9 giùm em. Rồi mọi người nghe, 50-55 cái bằng đẹp mã 11, bộ đẹp quá. Bộ này cực đẹp luôn nè. Ủa, cưng xỉu mọi người nha, chờ lấy 11, còn bên 11 giùm em. 50-55 cái bằng đẹp 11. 11, 11. Còn cái bộ này nó có 4 màu nữa chị. Bộ này có 4 màu. Đây nha. Ủa, 50-55 cái bằng đẹp em ha, chết mã 5 nè. Mã 5 nó có màu riêu. Bộ mặt 58 chứ không vừa nghe chị Lê Lon nha. Giải gì lộn. Giải gì lộn nghe quanh miếng thôi. Rồi mấy chị, 50-55 cái bằng đẹp mã 5 nó có màu riêu nè. 5 riêu. Màu bò. Màu cam. Hồng sen. Dạ 125 ngàn một bộ nghe chị Tin Tin thôi. Chị Lê Lon ơi, bộ đang mặc 58 chứ không vừa chứ ơi. Bộ đang mặc em có size 55 cái loại thôi chứ yêu ơi. 55 này vừa. 58 cái mã 22 nè chị. Đây 58 cái nè chị ơi. Đó 55-60 cái bằng vừa. Mã 9 cho chị Thi Đăng Cao. Rồi cái mã 12. 55-60 cái bằng đẹp 12 giùm em nè. Đó mấy chị nghe số ký mình chốt nha. Rồi lấy bộ này cái mã 12. Đó 55-60 cái bằng đẹp 12 giùm em. Rồi 55-60 kg bằng đẹp người nha. Còn đây lên mã đỏ thiêu nè. 55-60 kg bằng đẹp đỏ thiêu. Đỏ thiêu quần chính tắc mọi người nha. Chị đổi đỏ thiêu còn bên đỏ thiêu giùm em. Đỏ thiêu. Rồi 55-60 kg bằng đẹp người nha. Chứ mã 6 nè. Chị lấy 6 còn bên 6 giùm em. Ok chị Nguyễn Long học body. Ok chị yêu. Chị Phương Luân, Phương Luân còn đơn không? Còn nghe chị Phương Luân ơi. Rồi, có nắm tay dài tao không ý? Giờ không có nghe. Hiện tại nắm tay dài em chưa có hẹn nghe chị Ngọc Tuyền ơi. Đó, chị Phương Luân còn đơn đó chị ơi, mối dịp anh em chồng đơn không một chuyện nha. Rồi 55-60 cái bằng đẹp mã 6 giùm em. Rồi lấy 6 chút 6. Rồi mẫu này mọi nha. 55-60 cái bằng đẹp mã 4. Rồi chứ là lấy 4 số 4 thì em hết chơi. Mã số 4. Số 4 thì em á. Chị Nguyễn Loan lấy màu đẹp lấy cái trắng không chị một. Lấy thêm chai cái trắng bỏ vô đi chị cho nó lấy. Cho nó nhanh trắng. Rồi 50-55 cái bằng ngàn người nha. Rồi bỏ đây quần chính tắc giùm em á. Quần chính tắc này dài trời. Chính tắc nha. Chính tắc. Rồi chị nào lấy cái bên riêu chính tắc mọi người nha. Đó 50-55 cái bằng vừa mọi người nghe. Chứ mã riêu chính tắc giùm em. 125 nghìn bộ mọi người nha. Rồi 55-62 cái bằng đẹp nè. Chị nào lấy hồi này cái mã
tám chị Nha Linh. Rồi chị nào lấy cháu cả hai. Quá đẹp luôn. 55 cái bằng đẹp nha má hai. Má tám. Má tám mua nào. Rồi tám hết bây giờ ha. Rồi 50 55 cái bằng đẹp người nha, nó phối hai bên đồng mấy chị nha.
Thấy hai bên hông thì bên nha. Đầu tiên 50-55 cái bạn này mọi người nghe chất mã 11. 11 thì bên nha, lấy 11 chứ 11 mọi người nha. Cô tâm bệnh thằng thiết kế mọi người nha. 125 nghìn bộ chất mã 11 mọi người. 50-55 cái bạn này 11 thì em. Ok chị Phương mã bỏ lên một trang chị coi đẹp cực kỳ. Mười ba, 65, 67 là vừa 13 giùm em nha. Rồi
chắc là lấy 13, comment 13 đi em. 65 xong mãi là nhiều 13, chắc là lấy 13, chắc 13. Mã 13. Rồi, 6 mua đổ lên nha, 65 xong mãi là vừa. Chơi mã 02. 02 mới chơi, lấy comment 02. Mã 02 giùm em. Rồi, 6 mua đổ lên nha. 65 xong mãi là vừa, chơi mã 54. Đã 54 là 54. 54 giùm em nè. Nè, chính xác xe 2 nó tổn như là dây hàng thẳng lên. Hãy nó chuyển sang đầu năm, cô còn mình nó chứa theo. Ok, tử mộc cho chị Minh Thị. Rồi, 55, 60 cái bằng đẹp mã 42. Đó, 55, 60 cái bằng đẹp mã 42 nghe, quật chính đất ha. Cũng 125 nghìn nghe mọi người nghe. Lấy mình 42, cầm anh 42 giùm em nè. 55, 60 cái bằng đẹp mã 42. Rồi, 55, 60 cái bằng đẹp nha, cái mã 71. 55, 60 cái bằng đẹp 71 mọi người nha. Chờ 71, cầm anh 71 giùm em. 42 chị Hà Trần. Rồi, 55, 60 cái bằng đẹp người nha. Cái mã 75. Rồi, chị nào lấy màu này chốt nha, màu này quần dài. 55, 60 cái bằng đẹp mã 75. 75 tay đen là đẹp quá mùa ha. Rồi, chốt vào bên mã 75 dùm em. 75 quần dài nha. Rồi, 55, 60 cái bằng đẹp mã 74 mùa ha. Chị nào lấy 74, cái 74 dùm em. 75 cho quanh miếng nè. Rồi lấy 74 rồi, 74 màu vàng ngợi á, chị vàng ngợi tay mấy thì chị Minh Thị thôi nè. Vàng ngợi có tay này nè, vàng ngợi chính mắt nha. 50-55 cái bằng đẹp dùm em nè, cho mã 69 nha. 69 là quần chính mắt vàng ngợi nè chị, đó là đúng chắc vàng ngợi luôn, đúng vàng ngợi luôn nha chị gái nha. Mà tay 50-55 cái bằng dừa, mã 69 nha. Chị Hà Trần có mã 42 chị ơi. Mã 75 chị Lý Thị Thảo nè. Ô 75 có rồi hả? À 75 hết rồi nha mọi người nha. 75 nó màu cam hả? 75 hết rồi nha mấy chị ơi, 75 hết rồi. Em sorry chị vậy nè. Minh chị Lý Thị Thảo hoàn hảo rồi, em sorry chị nha. Mã 75 có bé kia chốt rồi. Em sorry chị nha. Nè, 50-55 cái bằng đẹp nè, mã 97 nè. 50-55 cái bằng đẹp 97 mọi người nha. Đó, 97 dùm em. Quá đẹp mọi người nha. 50-55 cái bằng đẹp 97 dùm em. 97. Rồi 6 mua đổ lên nha, 65 tháng 7 là vừa mã 3. 6 mua đổ lên người nha, 65 tháng 7 là vừa mã 3. Chị nào lấy 3 cộng 3 thì em mã số 3. Mã số 3. Ok, 97 cho quanh miếng 97 nè. Bạn có gì đi? 3 chị Phương luôn. Rồi 50 này 55 60 ký mọi người ơi. 55 60 ký bằng đẹp mã 22.
Rồi 65, 67 phiếu là vừa mọi người nha. Cho em mã 1. Ở cái này thay bự nó là cái Nguyễn thôi. Rồi đây là cái 1, còn cái 1 thì em mã số 1. 60 đổ lên, 65, 67 là vừa mã 1. Đây là đằng nhà bán không có đâu mọi người. Bắt luôn. Đằng con nó có chào ôm đi. Ồ, bộ đẹp mọi người nha. Ồ, 55, 56 là vừa mọi người nha. Rồi cho em mã 01 của chị 01. 01 tay lỗi mọi người nghe. Quá trời xem không. 50, 55 chắc là đẹp 01. 125 nhận bộ người nghe mã 01. Ờ gì hả? Phần ngại mà tay 4 là nhiêu ký chị Minh Thiện. Chị mua tay nhiêu ký. Rồi 50, 55 chắc là ngàn người nghe mã 28 dùm em à. Ừ. 50 đổ lên, 55, 56 là giờ mã 28. 28 thì em nghe lấy 28 với 28. Chị mua tay nha, cái chị Minh Thị. Rồi, 50, 55 cái bằng đẹp người nha. Chứ mã 14. 14 dùm em nha. Chị lấy 14, chứ 14 với chị ơi, mã 14. Rồi, 50, 55 cái bằng đẹp người nha. Chứ mã 16. 16 dùm em nè. Chị là đến 16, chị Minh 16, chị Minh Thị bao nhiêu ký? Chị nhiêu ký? Rồi 50, 55 chứ bằng đẹp người nghe chứ mã xanh đậu. Đó, xanh đậu mọi người nghe, trên da nó có mai cái da tui tui nè. Rồi 50, 55 chứ bằng đẹp xanh đậu mọi người nha. Xanh đậu. Rồi 50, 55 chứ bằng đẹp người nghe, chồng bên đỏ đô thì em à. Đỏ đô thì tán có ren nha. 50, 55 cái bằng đẹp cái mã đỏ đô dùm em. Thì nó đỏ đô, còn bên đỏ đô. Rồi 50, 55 cái bằng đẹp người nghe cái mã 46. 46 dùm em. Ai lấy 46 chứ 48 chị ơi, mã 46. Rồi 50, 55 cái bằng đẹp người nghe cái mã 17. 28 chị Lý Hoàng Bảo. Ok Lý Hoàng Thảo. Giờ đang mặc 67 ký ha. Không có. Không biết nữa sao đây không lỡ. Bộ mặt hình như không có xe 3 còn xe 2 chị ơi. Không hiểu tôi hỏi sao tự nhiên bấm lỡ lỡ. Không hiểu thế không có chị. Đâu con ngon là phải xin là đơn đi. Có nghe chị. 46 là tay nhỏ đó chị Nhân Khanh ơi. 45 đổ lên, 55 đổ lại đó chị Nhân Khanh ơi. Mất chừng bà chồng nó về chừng. Rồi 45 đổ lên, 55 là vừa 17 nha mọi người nha. Lấy 17 chứ 17 cho em. 17 đi chị. 17 nha. Vậy hả chị? Ừ. Rồi mấy chị ơi, 50, 55 cái bằng đẹp người ha. Cái mã 49. 50, 55 cái bằng đẹp mã 49. 46 chị Nhân Khanh, ok.
Thiếu mà
nay mới chỉ tới chiều luôn, chưa hết con tuần bệnh nhà em, nó thật sự nhiều lắm. Rồi 50-55 chứ bằng đèn người nghe, chứ mã 47 nè, 47 dùm em người nha. Ờ, 50-55 chứ bằng đèn 47. Rồi chị ơi, quần chút đất mà tay nhỏ là còn màu riêu nè, có màu riêu nè, màu xanh đậu nè, màu hồng này cũng đẹp nữa nè. Nói chị là hát chính bác thì nói em lên nha, tại trên thân cũng ít lắm. Đang nói là quần dài nhiều. Ờ, biết không không, 55-56 này vừa mọi người nha. Rồi còn bên em hồng khói nè. Đó, cái quần sọc là cô tôn mình nó mùi nha, hồng khói giùm em. Bạn mình lên đẹp cực kỳ mấy chị gái nha, hồng khói. Có thể đẹp luôn mấy chị ơi. Là đẹp, cực kỳ đẹp luôn nha chị Thảo Nguyên nha. Em
có chị khách kêu rồi nha, chỉ 7 mấy tiếng thôi. Còn bạn xe cái này có 2 ít thôi. Đây là cái xe 3. Nó 75 ký là bạn xe 3 vừa đó chị. Dùng này đi. Rồi 50 mấy ta? 52. Đó chị, bạn 56 57 ký với bạn ơi, bạn xe hay xe bò mà vừa đó. Rồi tôm xe lớn khó nghe, chị hãy rõ là chị mua tôm gì? Dạ 125 ngàn. Chị mua tôm gì chị? Chị mua tôm trung niên, tôm trẻ, ở quần dài hay là quần lõn? Shipper vô tới nhà em, phú em cái là tới rồi dạ. Vừa nghe chị Thảo Nguyên ơi, nó thích bạn ơi là bạn một ít nha chị ơi. Còn thích bạn rộng rộng thoải mái thì bạn 2 ít nha. Rồi 52 giùm em. Bạn rộng rãi thoải mái thì mình bạn 2 ít. Hello chị Lê Hồng yêu dấu nè. Rồi chị yêu lấy một này, còn này em mã 75. Đó, 55, 56 là vừa mã 75 giùm em ha. Câu tâm nguyện mọi người nghe thiết kế đẹp quá. Mã 75. Hello chị Hoa Hồng. Rồi Hồng Gia rồi nha. 55, 56 là vừa Hồng Gia. Dạ 55, 56 là vừa đó chị Minh Thiện ơi. Dạ 125 nghìn bộ nghe chị Văn Quỳnh ơi. 125 nghìn. Rồi cái mã Hồng Gia nó chơi mãi nó chậm nha mọi người ơi. Mã 52 chị Thảo Nguyễn nè. Rồi Hồng Gia nè. Rồi vào cao khô. Ok đen chị Thảo Nguyễn đen luôn. Rồi cái cao khô của bên cao khô người nha. Đẹp lắm, này mấy chị bạn cái trang mai luôn á. Bạn y xì mai luôn người nha. Rồi cao khô của em nè. Hồng Gia cao khô đẹp. Rồi xanh đen người nha. Đó, chứ lấy xanh đen của bên xanh đen giùm em. Xanh đen quá đẹp người nha, cô Tâm Định Găng. Cái bộ mà toàn không toàn bỏ mặt toàn mà còn hai màu luôn rồi chị, ba màu luôn. Đây ba mặt là chị bạn đẹp hơn em luôn á, tại vì em bạn nó hơi rộng nè. Rồi là chị em còn màu hồng sen, màu bò. Đẹp lắm chị ơi. Cái hôm này ha, cái chị ơi người ta mai y chang ấy luôn. Ok, hồng da câu khô xanh đen ba bộ đó nè cho chị Thu Trang. Quá là đẹp luôn. Rồi còn bộ xanh lả đó chị Thu Trang lượm luôn. Đây đang mặc còn ba màu. Ở cho tay tiếp tục cây ít lờ nó cho mình có hết ra. Ok chị Thu Nguyên màu này con bé đưa bộ xanh lả với màu vàng luôn rồi. Rồi lượm cho nó nè. Rồi nè mấy chị nè, có màu xanh lả nè. Xanh lạ cũng đẹp ghê nè. Xanh lạ siêu đẹp người nha. 125 nghìn đẹp lắm. Nói chung là bệnh này nó chị nhận về chứ có liền thôi nha. Em còn xanh lạ vây vàng nè. Có 60 kg gì chị ơi, 60 kg mà mua dài hay là chính đó. Đây mấy chị nghe vàng nè. Quá dễ thương người nha. Cô Tâm Bệnh Găng đẹp quá. Ok màu răng mặt cho chị Thảo Nguyên. Ok chứ đẹp. Ủa chị ơi xanh xanh cổ dịch quá đẹp luôn, xanh cổ dịch cũng đẹp rồi chị Thu Cô Giang ơi. Ai lấy xanh cổ dịch rồi bên xanh cổ dịch cho em nè. 45 đủ lên, 55-56 lại vừa xanh cổ dịch. Dịch vừa rồi nha, ai lấy dịch cái dịch cho em nè. Lấy dịch dốc luôn chị ơi. Đây là lấy dịch rồi bên dịch. Bỏ đăng mặt cho chị Thu Cô Giang nè. Ok, bỏ đăng mặt cho chị Phong Trang luôn nè. Quá đẹp luôn chị Phong Trang luôn. Đẹp
tám cái phong này nó vậy bạn, đã lắm.
Rồi 50-55 chứ bạn đẹp người nha. Ồ, quá đẹp luôn. 7 không đây. Rồi lấy 7 không em, 7 dùm em. Ai lấy 7 chứ 7. Ok, chị đừng nhớ nha, 7. Đang mặc có màu khác không? Không chị, ví dụ như nè, có màu trải em đang mặc là chính thức nó có bao nhiêu màu á thì chị nha. Đây, đó, mẫu nè. Đó, 55 kéo lại nè, nhiều ghê nè. 7 cho anh miếng nè. Đây là chị nghe chính thức nè. Đó, chính thức nó có nhiều màu nè. Như bộ siêu cổ đẹp không? Đó, 40 đổ lên nha, 55 lầy vừa. Mã 37, 37 phần chính thức mùa nha. Đây, đó, 37 phần chính thức thì em 37. Dạ chị, rồi vậy là nữa thì em đỏ lên cho chị. Ờ nè chị, bỏ ra mặt cái màu khác nè. Đây có được một sự sự trùng màu nè. Đây chị nghe màu rút đó, thầy chị bạn không quen đó chị ngồi ơi, tại em nè nó ký giống trang chị luôn à. Đó, nhưng mà chị không quen rồi, nữa vậy em đỏ lên cho chị thấy nha. Nữa vậy chị điện lại cho mấy đứa nó chị đỏ lại ha. Đó, tại vì em cũng bạn đi trang vậy đó. 7 nha. Không có trùng còn không? Ở dưới còn không? Không có trùng. Thì là hết 7 ra nha chị Nguyễn ơi. Rồi đang mặc có hai màu, màu hồng với màu ruốc mọi người nha. Đó 55-56 là vừa màu hồng và màu ruốc giùm em. Rồi 45 đổ lên nha, 55 là vừa mới chơi bỏ 8 giùm em nè. Quần dài nha. Chị lấy 8.8 mọi người nha, bỏ 8. Rồi 50-55 này 79. Nếu mà chị ở không không Quảng Châu nha chị ơi. Rồi 79 quần chính đất rồi. 50-55 cái bằng đẹp nha, 9 quần chính đất cho em. À đây 99, 9 quần chính đất. Rồi 45-55 cái bằng đẹp mã 10 mọi người nha. Chị nào lấy 10 của anh 10 em nha, 10 quần dài. Chị quả mã 10. Rồi 11 người nha, đảo đồ. Đó, 50-55 cái bạn đẹp 11 giùm em. Thì nói 11 cái 11 người nha, 11. 11 giùm em. Ok, đưa chị thêm cây một ít ra đây đi. Ê, một ít thêm coi. Rồi 12. 50 đổ lên, 55 nó xài 12. 3 bộ nha. Chị Thảo Nguyễn nãy là lấy 3 bộ rồi đó chị. Chị được 3 bộ. Rồi giờ lấy mình 12 giùm em nè. Không nè. 12 mấy chị ơi, 12. Rồi 13. Ok, cảm ơn chị, một chị nhớ khỏi luôn khỏi gọi. Rồi 13 mấy chị ơi, 13 giùm em. Ờ 13 này nhắm qua, nhắm qua đó không? Rồi 10 mấy quên rồi. 13 mấy chị ơi, 50-55 cái bằng đẹp 13. Cái này lấy 13 chứ 12 vậy em, 13. Hết chưa? Thấy chưa? Ồ ok, mình có mày đẹp rồi nha. Qua miếng thôi. Rồi mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Trời ơi, bộ này siêu đẹp nè. Rồi lấy mọi người 27 nha. Đây kiểu nào bị mua đen luôn mấy chị ơi coi nè. Đó mấy chị bạn mua bộ này là siêu đẹp luôn. 50-55 cái bằng đẹp bán 27 cho em. Trời ơi bộ này đẹp quá, 27. Ok Tony Hà nha. Rồi lấy 27 cho bên 27 cho em. Bán 27. Rồi đẹp quá. 55-56 lại vừa. Thằng em bán vàng. Vàng khói cho em nha mấy chị nha. Để lấy vàng khói cho vàng khói giùm em nè. 125 nghìn con đơn được thiết kế người nha. Đó, vàng khói giùm em thì lấy vàng khói cho vàng khói. Rồi em coi nha. Chính xác chị Kiều Linh mua size nhiêu chị? Chị Linh mua size nhiêu chị Linh ơi? Rồi đen người nha. Đen có sao có gì vậy? Có gì kéo nha. Quá đẹp luôn. 50-55 cái bằng đẹp nè. Đen thiêu. Đen thiêu nữa bao nhiêu dặn web với chị gái nha. Đang thêm bao
đi dẫn vết cho em nha. 50 năm rất là đẹp, đen thiêu. Đen thiêu nhìn em. Cây đẹp nào có miếng rồi. Trời ơi, ngồi đũa đẹp luôn. Rồi 50 năm cái bằng đẹp giùm em nè. Quá đẹp luôn. Mười mấy này. Rồi lấy 14 x 14 giùm em. Mã 14 với chị 14. Rồi đây là chị 50 kg nè chị. Đây 50 kg là bằng size của em nè. Đó, đây cũng 125.000 nè chị ha. Rồi à, lấy bộ này chứ phải hút khói sọc. Hút khói sọc giùm em nè. Rồi 50 x 55 cái bằng đẹp đây. Mã 90 nè. Mã 90 giùm em nha. Đó. Lấy 90 rồi anh 90 giùm em ha. Quần 9 tắc. Còn 25 thì em mẫu nha chị Nguyễn Kiều Linh ơi. Rồi 50 x 55 cái bằng đẹp mã 65. 65 giùm em. Chị nào lấy 65 thì lấy 65 mấy chị ơi. Mã 65. Rồi 50 x 55 cái bằng đẹp em ha. Cái mã xanh riêu phối. Xanh riêu phối giùm em. Rồi chưa lấy cầm anh xanh như khói người nha. Xanh như khói. Ok, rút thì chị Kiều Linh. Xem số thì chị Linh này. Ôi, đẹp chưa. Rồi 50 x 55 cái bằng đẹp ha. Quá đẹp luôn. Quần chính tắc cho chị ha. Rồi, lấy một hàng comment mã 99 chị ha. 99 giùm em nè. Đó, 55 x 56 là vừa 99. Ừ. 50 x 55 cái bằng đẹp người nghe tay thôi ha. Chớ em mã 25. Dạ 125.000 một bộ nghe chị Tiên Mạng ơi, có 60 tiết chị. Rồi chị nào lấy bộ này con 25 rồi em nè. Ồ bộ này tay luôn á. Rồi lấy bộ này con 25. 25 đấy chị nha. 25 rồi em nè. Còn chính tắc. Mã 25. Rồi đây nữa. Chớ em mã 98. 50 x 55 cái bằng đẹp mã 98 giùm em. Trời ơi, 98 thì sao giống quần dài ha. Mã để chính mắt nè. Rồi lấy bằng em 98 mọi người nha. 98 quần chính mắt giùm em. 98. Rồi còn cho 1 ít mọi người nha. Cái bằng đẹp giùm em nè. Rồi cho em mã 97. 97 quần dài mọi người nha. 97 quần dài có màu nha. Áo đen quần màu mọi người nghe. Chị nào thích áo đen quần màu. Rồi 97 màu cam. Chị này này. Màu riêu. Màu rú. Màu bò. Màu bò. Chưa ngủ hả? Ngủ chưa? Rồi 97 kèm màu mọi người nha. Áo màu quần đen mất chơi. 97 kèm màu nghe quanh Yến ơi. Lấy đủ màu đi. Đó, màu ruốc nè. Màu cam, màu ruốc. Rồi màu bò. Màu bò, màu đỏ. Đỏ có hai đỏ nghe, đỏ tươi, đỏ luôn. Ok, 97 cam à. 7 cam cho quanh Yến. 7 ruốc cho quanh Yến luôn. Có chấm nắng lên luôn. Ok, hai chấm nắng nano, một giảm căng bông mi, một xà bông thâm mắt. Ok, chị chi kia miêu dấu nè. Rồi, 97 đỏ cho quanh yến luôn, cái đỏ đô, đỏ tươi, chị chà. Hai đỏ lần nè. Hai đỏ nghe, đỏ đô, đỏ tươi. Cái đỏ nào đó đi. Có dập đi, chính mắt hoa dí. Dập đi, chính mắt hoa dí hình hết rồi. Ở trên nào ta? Rồi, dập đi, chính mắt hoa chị mua tay nào? Mua tay như tí. Rồi 65 cái hôm đang lai xây nhỏ chị Chi Nguyễn hồi sáng ha thì điện chút đơn á, cái số của chị là chặn số gửi đến luôn á Chi Nguyễn. Ờ chặn số lạ á chị. Ok, 97 hàng bò đi chị Quanh Mé chị Hương em nhận hàng rồi. Cảm ơn chị Tuyết Mai nha. Còn đơn cho bò đi đó nghe cục nhàng ơi. Rồi chị nào lấy bộ này bên mã 4 giùm em nè. Mã 4 siêu cưng nha. 50 x 55 cái bằng đẹp mã 4 giùm em.
Rồi giờ lấy bốn chút bốn rồi nha. Bốn giùm em. Ok qua miếng. Ok qua miếng có 97 đổ đô rồi. Rồi. Cho bả bốn người nha, bốn đẹp. Đó, cái này đẹp ghê luôn à. Đẹp á. Ok, cảm ơn chị Hằng Kim. Rồi cho mẹ 26 người nha. Đó, 20.
em được bên gồ 6 ngô đổ lên 6, 5, 6, 7 là vừa mấy chị ơi, mã 26 26 lượng bên gồ tắt giùm em mọi người ha, 115.000 mã 26. Rồi 6 ngô đổ lên nha, 6, 5, 6, 7 là vừa pha sữa mấy chị ơi, pha sữa lượng bên gồ tắt giùm em ha, 115.000 mã pha sữa giùm em, pha sữa. Rồi em mặc số 5, mặc số 5 này chị nha, 6 mua đổ lên 6567 là vừa cái mã 18 xong. Chị Chi Nguyễn sao chút lên kiểm được chị một điện chặn số không? Rồi vùng dài mọi người nghe tiếng đĩa thái, 6 mua đổ lên 6567 là vừa mọi người ơi, cái mã 18 mua nha, 18 mua giùm em, 115.000 18 mua. Rồi nó tắt nè, xe bự hình như là còn hợp đậm hợp dợp với lại riêu 65-67 là vừa và thôi bạn ơi 70kg 99.000. Cảm ơn chị Nguyễn Hùng Nguyễn à, chị Chi Nguyễn ơi đúng số nhưng mà các số điện thoại của chị chặn cái số bên nhà em á, chịu không chặn số của vợ đến nha đó, mấy số thì chị Chi Nguyễn ơi bên em điện chị là chặn số không á. Rồi áo khoác 70kg là vừa ngồi nghe 99.000, em còn hồng đậm hồng giờ cái màu riêu đó là lấy chứa em ngồi 299.000. Rồi 65-67 là vừa bò hồng, rồi bò hồng em mà bò hồng mọi người nha, cho coi lại hả, rồi vậy là bư lên đi ha. Tưởng là chị lấy ngẫu nhiên thì em lấy còn cái bộ giấy đó là cho coi cái bộ giấy nào cho chị coi nè. Nhưng mà cái bộ này chị nãy chị có like qua nữa, có like cái bộ giấy xài bự nữa. Rồi mọi người nghe 60-65 chứ mọi người nghe bò. Tại cái bộ này là chị bằng ốc dừa. Bộ này có 55-60kg à, còn chị 63kg là chị bằng nó ôm nha. Nó ôm. Rồi em 95.000 bò. Bởi vì ôm em muốn chốt với chị đó chị. Thôi không có quay nữa đi ra. Rồi mọi người nghe 60-65 chứ bằng đẹp tôn lưỡi nè, thì là lấy cho mình tôn sọc 85.000 tôn nhận cho người nghe nè, 60 đổ lên 65-67 là vừa người nghe cái mã tôn sọc 85.000 dạ không nha, bộ đâu mà có 55 cái lại thôi nha chị Kim Huyền lên 55 nó lại vừa này còn cái bình nữa gì nè, một sai một ít còn xanh nha. Rồi 4 môi đổ lên người nha, con sọc 85 cho chị Phương luôn nè, ok chị Phương luôn à, hết con sọc nha chị Nguyễn Kim, bắt máy cũng không nói chị. Rồi bò hồng ok, bò hồng 95.000 cho chị Hằng Nguyễn. Rồi 4 môi đổ lên người ha, 55 số là vừa. Rồi cái mã hồng sọc người nha, hồng sọc ta lỗi giùm em 85.000, 45 đổ lên 55 là vừa mấy chị ơi, hồng sọc giùm em, hồng sọc 85.000. Nãy chị nhớ chị lại đầu lai có cái bộ giấy đây là hai lai nè chị nè. Vậy là không có giấy giấy phó xe bự rồi nghe chị. Chị Sang giỏi rồi, bỏ em mặc 125.000 chị Mai Lê, quần chính tắc nghe cô Tân Bình là thiết kế chị Mai Lê, xa là 45-55 cái bằng vừa nghe chị ơi. Rồi người nghe lũa cổ sen lũa bên gòn 50-60 cái bằng đẹp ha. Rồi xanh giùm em, xanh 85.000, xanh 85.000 và hồng 95.000. Rồi xanh giùm em 85.000, 50-60 cái bằng đẹp người nha, cái mã xanh bằng chữ xanh 85.000 xanh. Rồi bộ này người nha,
65-67 là dừa. 2 nhí giùm em 100 ngàn quần lõi nha. 2 nhí. Rồi mẫu gấm thôi nè. 50-60 cái bằng đẹp nè. Gấm xanh lạ. Quần lửng giùm em mọi người nghe, 95 ngàn. Vậy nào lấy cái bánh gấm xanh lạ giùm em ha. Đó, quần lửng mọi người ơi, 50-60 cái bằng đẹp nè. Xanh lạ giùm em, 95 ngàn xanh lạ. Rồi bi ma lửng 10 ha, 60-65. Ok chị Nguyễn Linh gì Nguyễn Kiều Linh nè. Có một bộ mà phải chị Bến Tre, Bình Phố Bến Tre chị, cho anh em gọi cái được không chị? Sợ gì khi đúng số chưa chị được, sợ lộn số thì sao chứ em. Rồi pyjama mọi người nha, 60-65 cái bằng dừa nè, pyjama quần lửng mọi người ha. Rồi đỏ giùm em, đỏ 85 ngàn, 60 đổ lên nha, 65-67 là dừa đỏ 85 ngàn mọi người nha. Hãy đỏ comment đỏ giùm em, đỏ 85 ngàn. Rồi bộ cánh dơ mọi người ha, 50 đổ lên nè, để em bạn mùa này chị dĩ nãy chị nói chị gặp nè. Tại mọi người biết sao, cái loại cánh dơ này nó dễ nghe, mình thích vận động nó bằng được. Đây chị kia nãy là chị cũng sai với em, chị chung sai với em. Cái hôm này mọi người nghe từ 50 tới 60 65-67 cái là vừa hết trơn. Em mặc cái quần cho mấy chị coi. Đây kiểu nó gì đó chị. Rồi em lên lụa lửng sen. Đây mọi người ha, quần này nó may vậy đó mấy chị. May quần vậy đó. Vậy hả chị Quyên, đạp được không chị? Được thì nữa giờ đang sang buồn cho. Cái đó xe nhỏ nha chị Nguyễn ơi. Chị Nguyễn mà không vừa, chị Nguyễn mà xe 2 mới vừa. Nó đạp được nó em buồn cho, còn không được nó em đổi ra cho nghe chị Ngọc Quyên. Rồi mọi người nghe cái gãy 55-60 bằng đẹp em á, quần lửng. Quần lỡ mọi người nghe, ốc đứng khoảng 13. Đó, 115 ngàn. Trời ơi, mọi người có bán 13. 13 em hai bộ rồi chị Nguyễn Linh Kiều. À là chị Linh Kiều đã lấy cái bộ gì đó thì bảo cho số, bây giờ chị mới cho, hiểu không? Rút nãy chị Nguyễn Linh Kiều lấy bộ rút giống cái trang chị mặc luôn á, hiểu không? À, ok đang mặc cho chị Trần Ly này, 115 ngàn chị đẹp. À chị Loan Lê ơi, cái đó thì nữa về chị điện cho Thi thì nó chỉ chị nghe chị gái nha. Lớn thì nó chỉ chị nghe chị luôn. Rồi bộ đang mặc cho chị Nguyễn Phương Nguyễn Ngọc nha. Nhất bộ màu yêu thích của mình mặc lên coi. Dơ là 115 ngàn nha chị Như Như ơi. Cắm dơ là 115 ngàn. Hình như là em còn màu nữa. Dơ 115 ngàn. Đẹp lắm chị ơi. Lộ banh gồ với chị 50-65 cái bằng dừa giùm em. Rồi bây giờ coi cái bộ này, để em coi giá nhiều đó chị nha. Ủa này là quần chính tắc hả? Chính tắc mà nó phối ăn gì? Ăn gì? Không tiêu hả? Không được. Dơ 115 ngàn người nha. Rồi bộ này mọi người ơi, đẹp quá mọi người ha, nó có gì nè. Rồi cái mình nãy vậy nó cũng lụa đó mọi người nghe, mà nó có ngủ à. Rồi xe 2 là 55 chứ là dừa. Rồi bộ này mấy chị chốt nè, 79 ngàn, 79 ngàn nha. Chị ơi là chốt comment mời em. Xe 2 45-55 cái bằng dừa mọi người nha. Ôm ghẻ là bán ghẻ mọi người nha. Đó em hóc được đồ ghẻ là bán ghẻ nè. Rồi xe 2 45 đổ lên, 55 cái bằng dừa mọi người nha, 79 ngàn. Lụa nó phối tầm ý, nó phối manh gồi tùm lum hết trơn mọi người nha. Em mấy chị xe nha, là 55 cứ lại dừa nha. Đây mấy chị, nó quần là quần chính tắc dùm em. Rồi xe 2 nè, xanh phối, đỏ bi phối người nha.
nghiện đơn, hai lần nghiện đơn người nha. Rồi mấy chị ơi, Hồng Bi Phối nè, 79.000 người nha, 45 đủ lên, 55 cái bằng dừa nha. Hồng Bi Phối giùm em, Hồng Bi Phối. Rồi Hồng Hoa Phối nè, Hồng Hoa Phối. Ok chị Giang Linh, C2 đủ màu, C2 đủ màu, lấy cây nha chị ha, cây nè. Đó. Chào bạn Hồng Phú, chào Giang Lê. Đó. Ê, ngày qua tao xuống live tao không gặp được comment của mày, biết là điện cho mày rồi. Sáng này tao mới thấy cái comment là tối 8. Ừ. Đó. Rồi chờ lấy comment nói chị ơi, Hồng Phối là đẹp quá. Rồi, đó, quá đẹp luôn. Giang Lê ủng hộ gì coi. Đó. Rồi chị yêu nói chốt mọi người nha. Đó, rồi lấy chốt của chị gái nghe, 79 mà, 79 ngàn. Rồi, có 67kg luôn. Rồi, có 67kg luôn chị ơi. Ok, qua Hồng Phối. Qua Hồng Phối chị vàng lá, lá vàng. Rồi, mấy chị ơi, sữa phối giùm em nè. 4555 cái bằng đàn người nghe, 79 ngàn. Đó, mấy chị gái nghe, sữa phối giùm em. 79 ngàn sữa phối. Rồi mọi người nghe, Hồng Dâu Phối giùm em. Hồng Dâu Phối, hãy lấy comment Hồng Dâu Phối nè. Ok, đen với sữa đi chị Hạ, vỏ đen sữa nè. Rồi Hồng Dâu Phối với chị ơi, quá dơ quá chị ơi, 79.000 bộ à. Quá cưng tiểu luôn. Có luôn, cả bà là bạn số 3 nha. Lựa cẩm cẩm trang bạn số 3. Rồi mấy chị ơi, cam phối giùm em nè. Chị đang đẹp chưa? Cam phối giùm em. Đúng rồi chị ơi, đó đủ màu luôn á nghe chị Giang lên đây, một cây về đủ màu, nếu mà chị lấy thêm một cây nữa là nó đủ màu được á. Đó mọi người nghe, 79.000. Rồi xanh cô ban phối mọi người nha, xanh cô ban phối. Rồi ơi, bộ đen dục ca coi lại đi, đen rồi, đen ta lấy rồi, đã lên số 3, đã lên số 3 nha. Rồi mấy chị ơi, lấy chút màu em, mấy chị ơi, có đẹp luôn, đâu, thôi, thay của ai. Năm mươi lăm, sáu mươi ký mặt đẹp số 3 nè. Chị lên lấy 3 cây đi, 2, 3, 4, mỗi cái 1 cây. Rồi, người ta lấy rồi, rồi mạng trộm dở gan, mạng của bác, cô chuối vậy. Cô chuối. Chị tiền ai lấy cái phần gì ra. À, 10 bộ chị, em lấy chị cây 10 bộ. Dạ cái này không có 80kg nha chị Kim Hưởng ơi. Rồi nè, 55-60kg bằng đẹp người nha, chứ là mã 1. 79.000 người nha. 55-60kg bằng đẹp mã 1 người ơi, lấy 1 bên 1 giùm em. Mã số 1. Ok, đưa bộ viên phó này cho chị lá vàng coi. Nè chị, có viên phó hồng nè. Viên phó hồng, viên phó đỏ. Đó, 45-55 cái bằng đẹp nam, biên phái hồng, biên phái đỏ giùm em. Nó lộn xộn trong đây á, chị Giang lên ơi, chị lấy đủ màu rồi nó nhiều lắm. Rồi, biên phái hồng, biên phái đỏ giùm em lấy nào. 45-55 cái bằng đẹp người nghe, 79.000. Biên phái hồng, biên phái đỏ nha. Rồi, 55-60 cái bằng đẹp mã 2. Chị lại lấy mã 2, còn mã 2 giùm em. 55-60 cái bằng đẹp mã 2. Rồi ok, Hồng Phối cho chị cho anh Yến. Chị lấy cái đó là chị lấy size 2 là 55 cái lưu lại nha chị Giang lên đây, chị muốn lấy size nào? Nó có size 2, size 3, size 4. Size 4 không không? Chị size 2, size 3, size 4. Có cái mã này không? Chị thấy dễ mà. Chị có tình duyên thích chọn gì không? Chị Diễm Đồng Nai này cũng vàng.
đẩy luôn chị Công Đức thôi. Thấy cái đó rồi chị Công Đức nè. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp. Mã 4 dùm em. Rồi lấy 4 tiếp 4. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp nha. Mã 5. 5 mấy chị ơi, 5 của anh 5 em. 5 4 là chị Hải giỏi 4 nè. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp người nha. Rồi ai lấy chốt người nha. Mã 6 bi đỏ. Ok chị Hỷ Tâm lấy bi đỏ. Mày lấy cho chị 10 bộ ngũ màu. À vậy là giấy số 3 đúng không? Rồi chị đổi lại đi. Lấy cây số 3 chị Giang lên nè. Cây 3 nè. Cây 2 lại. Ok chị Giang lên nha. Rồi thì mấy này đây. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp mã 6 nha. Dạ em đang xe 79 ngàn cho Hoàng Anh ơi. Ok Giang lên nha. Nhập ly hoa giấy chính tắc chị mua xe nhiêu ký. Mã 4 chị Tâm. Chị Tâm bao nhiêu ký chị Tâm ơi? Chị Thị Tâm. Chị Tâm đi Bình Thuận. Là bi đỏ chị bạn đâu có vừa ra. Chị Thị Tâm ơi, chị mua xe nhiêu ký chị cuộc ơi. Bi đỏ đấy là xe 55 cứu lại nha. Mã 4 nè. Mã 4 hả? Em hết 4 rồi. 4 này đẹp quá. Mã 4 chị Tâm à. Không bỏ mã 4 à. Chị bởi vì không biết nữa nè. Hello chị Tiếp Lê. Trời ơi học 4 sai số 2. Trời ơi vẫn là bỏ luôn rồi. Chị cái này muốn bán sao chị cuộc. Năm nay thấy ổng ổng rồi. Nhà xe là kia im du rồi. Thấy bán cái chơi cũng lại cũng im hết vậy. Trời ơi lâu lắm mà nghe. Có chứ cũng hơn nửa năm mới nghe. Gặp chị Tiếp Lê mua ủng hộ em lại nha. Rồi chị Thị Tâm yêu dấu ơi. Chị lấy cái bi đỏ với xe 4 này nó hai tay đó nha chị cuộc. Còn xe 4 chạy giỏi trước hả? À vậy là em sorry mọi người nghe chạy giỏi nó bốn hết rồi nha. Rồi à. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp người nha. Tao mấy rồi. Rồi lấy 7 comment 7 giùm em. Mã số 7 vậy là chị Tâm ơi. Chị chọn lại giùm em nha. Chứ là cái hai cái đó là chị chọn không được. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp mã 8 nè. Ồ đẹp quá mọi người. Chụp đi có nghe nhưng mà chị mua sang nhiêu ký. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp mấy chị ơi. Ok 7 thì chị hạ giỏ. Cái gì vậy? 8 không? Rồi 8 mọi người. 55, 60 cái bằng đẹp 8. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp 9. 8 chị khác kim cho số hỏi đi chị. Rồi cho nó lấy 9 giùm em. 9 chị ơi, 9 nha. 79 ngàn chị Nhu ơi. 79 ngàn. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp mã 10. 10 mấy chị ơi, lấy 10 còn bên 10 em mã số 10. Rồi đây, xe 2 đây. 60 cái nhập ly quần chúng mắt hả? Để em coi đây nha. Mời cho Lữ Thẩm Trang người. À, cái này à, mang gồ nó phối với thập ý đó chị nghe. À, nó không có giống nghe chị ơi. Nó khác khác không mà nghe chị Giang lên ơi. Nó khác khác không có chị Ngột ơi. Ừ nó khác khác hết trơn chị Ngột nha. Rồi xe 2 nè. Xe 2 á nha. 4555 cái bằng đẹp nha nè. Rồi chứ mở 11. 11 cho em nha. Cái chỉ này là cái kiểu thôi mọi người nghe. Chứ không phải là lỗi nha mấy chị gái nha. Chỉ là kiểu. Chỉ là kiểu gì đó. Rồi 50-55 cái bằng đẹp nè. Nhiều rồi 11 cái chị ơi 11. 79.11. Rồi 50-55 cái bằng đẹp 12. 12 giùm em nha. Lấy 12 chút 12 hết chơi 12. 79.12. Hàng xe nó có nhiều hết cục nhà nha. Rồi đợi chút Cẩm Giang thôi. Rồi 50-55 cái bằng đẹp 13. 13 mấy chị ơi, lấy 13 chút 13 giùm em à. Rồi 50-55 cái bằng đẹp 14. Đẹp chị. Rồi lấy
muốn đẹp xuất sắc nữa thì mấy chị nên mua lấy lụa măng gồ cao cấp luôn đó. Nói chung là mỗi chất vải mọi người nha, nó cũng là măng gồ mấy chị nha, nhưng mà hàng rẻ thì nó sẽ không đẹp bằng cái hàng cao cấp vậy đó mấy chị nha. Đó vì hại giỏi là ví dụ như cái bộ này đâu rồi, mẹ đưa con cái lụa 115.000 không mẹ. Bộ lụa này là mẹ bộ lụa có 2 tửa nè. Đây còn chị nào muốn đẹp thì quần lấy cái lụa này nha, em bảo đảm mấy chị là đẹp vô địch, là 115 lụa bộ nha chị hại giỏi nha. Đó chị nào muốn là lụa đẹp xuất sắc luôn mấy chị gái nha, là mấy chị nên lấy cái lô lụa này đó. Còn cái này đẹp mọi người nha, mà nó đẹp theo của nó chứ không có đẹp nhan nhủi như cái này nha mọi người nha. Đó cái nào em nói trước nha, bán thì mình thì cho mấy chị gái nha. Đó tiền nào thì cổ đấy 79.000 thì nó đẹp theo cái 79.000. Cái 79.000 thì ví dụ như người ta bán 95.000 em bán gì 79.000 rẻ hơn một mấy ngàn bội đó vậy ha. Còn cái bộ này thì người ta bán 150 mọi người nghe, em bán 115.000 đó, em nói ví dụ vậy nha mọi người nha. Đó thì theo mấy chị nhầm thấy có những chị nói là sao mà chị mua có cân bộ đồ 60-70 ngàn, nhiều khi 30-40 ngàn là sao mọi người nghe, nó cũng đẹp hơn cái loại xịn đó. Dạ rồi cái mấy quên mẹ rồi, vậy cho chị coi màu lại không rồi. Chị đăng lên đây bây giờ là chị lựa từng màu luôn hay sao, là em biết giờ em đọc mã luôn cho mọi người lựa. Rồi 14 nói nhưng mà 70 mấy ngàn là em thấy nguyên bộ đồ mà may kiểu cọ gì ha, cái lụa này mà 70 mấy ngàn thì thật sự luôn quá trời rẻ luôn rồi, phải gọi là rẻ vô địch luôn. Cái này ha, như mày thợ may may từ bộ đồ thì công nhiêu thì nó nghĩ may đó chị, tại vì có 79.000 hỏi thì nó thợ may rồi nghe mày hỏi nó chứ bộ đồ thì công nhiêu, nó nghĩ may 79.000 qua tiền công bộ đồ bao nhiêu giờ trời, em phải ăn 19.000 thì giải 60 nó mấy chị nghe bộ đẹp ha. 14 ok rồi 45-55 cái phần đẹp 15 mấy chị thấy không, mấy chị coi là coi cổ mài nè mấy chị nghe, trời ơi mấy chị nghe đó là bán mà là rồi thêm đúc nữa, rồi thêm cắn đúc nữa, trời ơi. Ừ năm đó cũng 5 ngàn. Ừ rồi hai cái số à sao không có 45 cái dừa ok thằng Giang Linh cỡ này nha. Rồi 15 giùm em, rửa cây có gì ăn lên cho chắc coi màu cơ. 63 ký lên số 5 em lên. Ở số 4 chứ. Rồi dạ, 45, 55 cái bằng đẹp 16 mọi người nha, 16 giùm em. Dì nè, rồi dạ, mua đẹp của mình hay nè. 45, 55 cái bằng đẹp 16. Nè, chị lên đi giấu lại tại cái bọc này á. Sao em ghét bán cái thằng quỷ này đó. Nó đưa cái bọc gì khó thế. Minh Thiện, ủa chị Minh Thiện này giống mà bà Nguyễn Nga, bà Nguyễn Nga Thục Gia hay gì á, bà Thục Thục Trinh nè, cam nè chị, nó cam nè 15 chốt cho em lên số gọi đi chị. Ok biết rồi nghe, bà Thục Trinh nè phải không nè chị, đó một cây của chị là nó đủ rồi vậy nè. Ok chị Nguyễn Ngọc Ánh nè 79.000 à. Ừ 14 chị Nguyễn Xuyên Kim nè. Là gì chưa? Chị Gụt nè, cậu cây đẹp gụt có màu đen đẹp lên nè chị. Cậu gụt có này màu hổng đẹp nè. Ủa đẹp hơn chị Văn lên ơi. Nên là chị nói thấy không? Ôi ôi chị coi nè, đẹp lắm nha. Còn cái cây này đẹp nè. Ok lên cây 6-7 ký nè. Văn lên cái cây mà thấy là trời ơi sao cây này đẹp không ạ? Chị cây này là không có lỗi bộ não trơn này, màu đẹp không? Rồi 63 ký để em lên xe bự. Đúng rồi nha. Vừa đó chị 13 cho chị Hằng Thanh. Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh nè. Chị 1m48-55kg bận vừa đi chị ơi. Vừa bận xe đó được rồi. 16 cho chị Nhân Thanh. Đây chị ăn lên đây. Nguyên cây của chị là em thấy không đổi bộ não hết trơn nha. Nguyên cây là quyết luôn. Đẹp luôn cây của chị. Thấy không? Rồi mọi người nghe 45-55 cái bằng đẹp nha. Rồi 17 đúng rồi, rồi bà cho lại biết rồi nói tới ngày là nói được dặn nghe mấy em kẹo bà đó. Rồi 17 mọi người nghe 45-55 cái bằng đẹp 17 giùm em. Rồi 18 mọi người nha 45-55 cái bằng đẹp 18. 17 là chị Thiên Phát, chị ăn thêm cái cây đó của chị kia
chị kia bơm hết trơn nguyên cây đó chị. Giờ bác kia em dơ màu chỉ coi đó, nguyên cái đó quá trời đẹp luôn. Rồi 18 mấy chị, 18. Ok chị, đẹp. Rồi 19, 45 đổ lên, 55 cái này giờ 19 giùm em. 18 giờ Nguyễn Kiều Linh. Rồi 19 mọi người nha, khỏi mai. Bộ đồ này thật sự chị nghe nó bị giặt, mới giặt thoải mái bèo gì, nó chịu khoảng 2 năm trời. Có 7 mấy nè. 19 55 chứ mình này khoảng 20. Vậy là lấy 20 rồi bên 20 rồi nha, 20. Rồi 17 em hết rồi. 21. 21 người nha, chờ lấy 21 rồi bên 21 giùm em. 21. Rồi nó chuyển lên cho bự nha. Hàng sale mọi người ơi. Nên ít lắm. Nó đâu có cho mình lấy nhiều đâu mấy chị nha, nó chia. Ví dụ như có hàng sale nào bên mình mọi người nha. Đó, như người ta cái chỗ đó là lớn mọi người nghe, người ta sẽ bỏ ra nhiều chỗ sỉ với chị nha. Ta sẽ chia ra, ví dụ như em có tiền đi chăng nữa, nó là giờ em lấy hết cái đó, nó không chia, không bán cho em nữa vậy. Vậy đó. Người ta sẽ chia ra mọi người nghe, ví dụ như chia ra người 100, 200 như vậy nghe, chứ người ta không có cho mình ôm hết. Nó làm gì không có công bằng mọi người, đúng không? Rồi, rồi 63 nè chị. Kim son chị ơi, bây giờ bà muốn chai nào? Như chai này là dặn nhẹ nha, còn dặn nặng lên chị chai kia đi. Chị Ngọc Ánh ơi, nếu mà chị kim son mà dặn nặng là chị phải xài size 5 kg, thì size 5 ngàn nha. Đây mấy chị nha, chai này có 25 ngàn, chai này 65 ngàn, 65 ngàn giùm em nha. Bi đỏ 60 kg không cho chị nha, để em coi có bi đỏ không. Ok, đen cho chị Hạ vỏ đen. Rồi, 60 đổ lên, 65, 67 là vừa mọi người nha. Rồi, chú em mấy chị ơi, đen nè. 60 đổ lên, 65, 67 là vừa mấy chị ơi, đen. Bông đẹp hết mấy chị ha, bông đẹp. Đây là mấy chị nghe lụa không nhân, không thích mình đổ lông. Cái này lụa bên gồm nó khó đồng ý chị ơi. Em vừa không chị Hương, mà Thiên Phát nãy bà mua size nhiêu ký? 55 kg này bạn sẽ ba được rồi. Ok, thì nó ấn lấy 2 size 65. Đúng rồi. Ok, đen cho chị Hoa Trần, bỏ lại chị Phương Dương Rồng. Số 3 để lên nha. Chị Thiên Phát nãy cho bạn sao nãy vừa đó chị. Rồi, bộ đen bông dưới là số bự nghe chị. Bộ đen bông dưới là số bự nghe chị Ngân Kim ơi. Chị Ngân Kim, đen bông dưới là số bự nha. Mã 21 còn không? Ngoài 21 còn. Mã 21 chị Lâm Ảnh. Màu đen bông dí là số bự nha. Chị nào lấy đen bông dí thì chốt bự nha mấy chị nha, nó không có nhỏ nha. Này lấy nó một cái. Ừ, đen đen còn mọi người ơi. Đen cây đen nha, chị Phương Dương này, chị bạn hơi rộng nha, chị Phương Dương ơi. Rồi. Vậy hả? Ok, chị Ngân Kim, để chứa chốt chị Ngân Kim nha. Rồi mấy chị ơi, 60 đổ lên, 65, 67 lại vừa. Rồi, chứ mã 22. 22 giùm em, 22. 22. Chốt rồi chị ơi. Chốt rồi nha chị Giang Linh ơi. Rồi, 60 đổ lên, 65, 67 lại vừa mã 23. 23 rồi nha, 23. 23 giùm em nha. Xe 2 á. Chị Thiên Phát coi là bản xe 2 được rồi. Xe 3 nó rộng á. 55 cái bản xe 2 được rồi. Rồi 23 mấy chị, 23. Rồi 23 chị Hà Hạ Võ. Ok, nhân khăm. Size lớn nhất này hả chị? 65, 67 là vừa nghe chị Giang Linh này. Size lớn nhất là 65, 67 là vừa. Rồi. Cái này nó trùng không ta? Giống cái màu đó không hay hay khắm. Lấy bộ xanh đi, tính đồ cho số đi chị. 65, 67 là vừa mấy chị ơi, chứ mã 20 24 mấy chị ơi, 24 giùm em nha, 24 để 9 ngàn mọi người nha, 24. Rồi 65, 67 là vừa nghe, chứ mã 25 giùm em nha, chị lấy 25 chút, 25 mấy chị, mã 25.
Cho chị 23. Ok, 23 chị Thiên Nguyễn. Ok, để em ra sai chị. Nhiều rồi. Rồi 6567 lại dừa. À, nhân danh là mặt trang. Trời ơi, nhớ rồi. Gửi địa chỉ cũ rồi, không chứ mặt sao. Trời ơi, bây giờ đang mới nhớ nè. Ok, tính đòn nè. 26 ở đây. Rồi, ai lấy mấy chị gái nha, cái đại chị lấy là màu nhu không á. 26 chị Hằng Nguyễn nè, con này bấm đây. 26 chị Hằng Nguyễn. 26 mình khỏi mộ người nha, có sai 60kg thì chị đếm lên. Đen sữa. Rồi
11 rồi nha. Bảy món chơi nữa nè. 11. Dạ, lụa nó quái thầm ý thì chị Quỳnh Hồng ơi. Quỳnh Hồng yêu giống. Dạ này, cô bạn tự nhiên nó bụng dưới trời. Chị ơi, xây ba nè. Ba móc chị xíu kia. Rồi, người nghe xây ba nha. 55-60 bằng đẹp. Đen chị Nguyễn Nguyên đen. Ok. Chị Nguyễn Nguyên có đen nè. Gan sao nè, gan sao nè. Đi gan sao. Ờ, đi gan sao nó cỡ. Đi gan sao, đi gan sao luôn. Ờ. Rồi 55-60 bằng đẹp mọi người nha. Chắc mã 40 thôi. 55-60 cái bằng đẹp 40 mọi người nha. Lấy 40 này lấy 40 cho em. 40. Đi mã 40. Trời ơi, con quẹt sao quá vậy? Nó bụng luôn rồi. Rồi 28 chị vừa công hương. Vừa chị. Mấy đó là chị Thiên Nguyễn bằng nửa chân á. Rồi 55-60 cái bằng đẹp mã 5. 55-60 cái bằng đẹp mã 5 mọi người nha, lấy 5 chúng ta em mã số 5. Mã 5. Em đang xe 79.000 bộ nha chị Quỳnh Hồng ơi. 79.000. Rồi 55-60 cái bằng đẹp mã 1. Còn ra giống như cái mã. 55-60 cái bằng đẹp mã 1 người nha. Chờ lấy 1 lên 1 em nè, mã số 1. 79.000. Em có con đùi kìa mấy chị ơi, con đùi cũng dễ rơi có 55.000. Rồi 55-60 cái bằng đẹp mã 3. 55-60 cái bằng đẹp mã 3 người nha. Ca giùm em. Rồi 55-60 cái bằng đẹp mã xanh mã 2. Mã 2 nha, chờ lấy 2 rồi bên 2. Dạ ca này không có 75kg nè chị ơi. Chị ta hỏi chơi đi. Không có 75kg chị ơi. Rồi 55-60 cái bằng đẹp mã 6 nha. Chị được hai bộ đó chị Thi Nguyễn ơi. Rồi lấy 6 cũng 6 này, mã 6 cũng đẹp quá nè. 55-60 cái bằng đẹp mã 6. Rồi chắc ăn chốt comment ha. 5 chị xin kia. Đây con đùi. Con này vừa muốn các bác chị. Con đùi mua bao nhiêu? Bác chị Phương Dương. Rồi con đùi mấy chị ơi, hàng xịn đẹp lắm, có 55.000 bộ rồi. Rồi xe 4 người nha, xe 4 là 55-62 cái bằng dừa. Mã 2 chị Ngân Kim. Rồi, đúng rồi hết rồi. Tại vì hàng xe đâu có nhiều đó mấy Vy ơi. Mà chị kia bá ôm. Bá ôm á. Đây cái chị nghe đùi. Đùi con nó có sai mới chơi xe 2, 3, 4. Hết chưa mấy chị? Hết đó, tại hàng sale nghe chị Phương Dương ơi. Hàng sale nó không có nhiều mấy chị nghe, với lại nó không có nhiều màu. Nó trùng màu vậy. 63kg là chị mua gì? Con nó gì? Con em có sai 3, 4, 5. Xe 3 là 55kg đủ lợi. Xe 4 là 55-60. Chị Thiên Phát hả? Thiên Phát 55kg hay để coi chị cao nhiêu. Cao mấy 6. Chị muốn bạn rộng thoải mái thì bạn số 4 nha. Còn muốn bạn vừa luôn thì bạn số 3. Đó, cái em có sai mọi người nha. Là con này là giá 55.000 mấy chị ơi, bạn đẹp dữ lắm. Siêu đẹp giùm em luôn ha. Đây mọi người nghe bạn số 4 nữa chị coi. Số 4 nữa rộng. Để lấy rồi nha. Số có chăn có chị 45.000. Đây mọi người nghe cái bộ này nè. Đó, 55-60 cái bạn vừa nghe bạn vô nó rộng như cái màn thấy không. Đó, tại bạn số nhỏ là vừa. Rồi bạn 4 mọi người nha. 55-60 cái bằng dừa bằng 4. 55.000. Mã 1 cho chị Thi đăng cao bộ đồ rồi mã 1. 63kg dừa không à, chị 63kg bằng số 5. Mã 1 nào, mã 1 chị hả? Đâu có, bên lửa. Đây là chị đâu đọc mã gì đâu. Rồi mọi người nghe vàng đùi. Rút đùi 55-62kg bằng ngạc nha. Vàng đùi nè, rút đùi nè. Xanh lá đùi 55.000 người nha. Ngủ cũng đẹp. Ok, vậy thì Nguyễn một nước ướt chân. Rồi, chứ lấy con em nó chơi lá đùi giùm em. Đó, 55-62 cái mà đẹp quá đùi. Đó, em nghĩ là cái lô con này chị 55 cái bằng số 3 là vừa đó.
con số 3 đi cho chị kia coi. Con số 3 rồi hả? Ừ. Rồi mấy chị ơi, lá lùi xe 4. Ờ, Cẩm Giang lấy em coi phải không, lấy gì? Xanh lá 4 thì chị hạ vỏ 55.000. Lấy gì mà lửa Cẩm Giang? Rồi xanh lạ 4 nha, có 55.000 mọi người ơi, quá đẹp luôn. Con đẹp lắm nha, con này hàng chuẩn xịn luôn, mấy chị nghe người ta may chuẩn thơm luôn á. Rồi 55-62 con đẹp nha, xanh lạ 4. Xanh lạ 4 giùm em. Rồi hồng rút 4 mọi người nghe, cái này có size là 3-4-5. Có size 5 đó mọi người nghe. Size 5 là 65-67 là vừa. Rồi hồng rút 4 giùm em. Ok. Vàng 4. Xanh lạ nè cho chị Hạ nhỏ. Chốt rồi nha bà Lữ Cẩm Giang nha. Mà giờ đâu có biết sẵn đâu đâu, coi lại vậy. Rồi hồng đậm nè. Rồi mấy chị ơi, xanh riêu. Sáu mua đổ lên. Lộn 55 mẫu lên nha, 62-63 lại vừa. Đây mấy chị nghe xanh riêu thì nghe mà. À lấy riêu rồi, bên riêu. Xanh riêu. Rồi hồng sen tay 4 nè. Hồng sen tay 4 rồi nha. Ôi đẹp chưa. Đó. Con đẹp cực kỳ mọi người nghe, có 55.000. Siêu đẹp chưa mọi người ha. Rồi comment hồng, hồng sen. Hồng sen. Đúng rồi, liệu Cẩm Giang rồi có 1. Xanh riêu cho chị Phát Kim. Con nghe chị đang lấy con đó. Hồng sen 63 ký vừa không? Có xe bự